thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện. Phương pháp tập gym đúng chuẩn, Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn, hôm nay Duy Nguyễn quay lại với các bạn trong chương trình Vlog thực hành. Và chủ đề hôm nay mà Duy muốn truyền tải đến các bạn đó là chủ đề cắt tay sau với dây. Chúng ta tập luyện á, cái tay chúng ta nó bự rồi, nó ú rồi, nó sẽ không đẹp nếu các bạn không cắt nó. Thì khi mà các bạn cắt cơ tay sau hay là cắt bất kỳ một cái nhóm cơ nào á, thì ngoài cái việc mà sử dụng bộ ba thần thánh ra, ăn kiêng ra, tập cardio nhiều ra, thì các bạn phải tinh chỉnh tập luyện kỹ trong cái nhóm cơ cần cắt bằng cách sử dụng kỹ thuật cắt. Cái kỹ thuật sử dụng cắt á, là tác động chủ yếu đến nhóm cơ bền. Mà nhóm cơ bền mà muốn tác động được á, thì chúng ta cần phải tập luyện một số rep cao. Mà đó là cắt á, là tập vừa và nhẹ. Thì một cái kỹ thuật tốt nhất để cắt cơ tay sau đó là dây. Thì khi mà cắt cơ tay sau bằng dây á, chúng ta thường cũng có những cái sai lầm. Thì Duy sẽ nói trước về những cái sai lầm. Đầu tiên đó là bạn tập rất là thói quen các bạn tập nặng đúng không? Bạn chơi vậy nè, nghe không? Men thấy mẹ chứ men nặng thấy bà nội luôn à, vô cắt coi. Nói chung là chỉ cắt được, nhưng mà các bạn cắt nổi đâu. Ví dụ nha, lâu quá không quay quên mấy bạn. Trả đi mẹ. Đó, cắt thử đây. Từ. Ráng thì cũng được á. Đó, vậy sao cắt? Khi mà cắt không được các bạn sẽ hát. Mà các bạn hát thì nó không còn là cắt nữa, hát như nè. Cộng trên đầu. Cái này là tập bung nha. Cái này là các bạn đang tập cho nó to, nó cắt thôi. Tập mẹ thở trắng con mắt ra luôn. Tập cái mặt nhăn như là khỉ ăn ớt. Thì không thể nào là cắt. Cái sai lầm số 1 á là vị trí cầm tay. Các bạn tập cầm tay như vậy sẽ không cắt được đâu. Mà muốn cắt bạn cầm dưới đây. Tác dụng cầm dây nó có hai cái đầu rồi, để chia để bạn cầm. Đó. Cầm vô vị trí này. Kéo xuống. Không ai kéo vậy nha. Kéo là sai nha. Coi kỹ nha mấy em. Vậy là sai á, không ai kéo vậy hết. Như vậy thôi tập nó kéo cầm tay luôn cho đầu. Không không, cầm tay kéo thì luôn cho nó dễ thôi. Không ai tập kéo gì hết. Tác dụng của cái này là cầm kéo và xòe. Cầm kéo và xòe. Tập vô đúng nè. Đúng không? Lên thả vô bình thường. Để có độ free quay nhẹ. Kéo xòe ra. Đứng thẳng người. Cái cầm nè, nhìn nè. Cái cầm gì mà chuẩn ngang, nó không lệch cơ. Các bạn nhìn có một bên lệch đó. Có ai tập nhìn bên không? Xòe ra 12 tới 15. Mệt lắm phải giảm nha. Hít thở đều. Cắt đó, thì nó sẽ mệt thì kiểu cắt. Bùm thì mệt thì kiểu bùm. Đó là cái cách cắt cho nó tốt. Nhắc lại tóm tắt. Không cầm trên đầu này. Không tập nặng. Đủ số rep. Đủ số set. 2-3 set gì đó, mỗi set từ 15 tới 12, từ 12 tới 15 rep. Nhớ là xòe bàn tay ra. Xòe bàn tay ra. Thở động tác này. Các bạn chỉ cần lưu ý những cái đó thôi. Nhớ là không mắc phải những cái sai lầm mà Duy vừa đề cập nha. Nghĩ ngắn thôi, đó Duy mới nghĩ xong rồi đó. Bữa nay nữa nha. Thẳng, không nhìn nghiêng. Không nhìn nghiêng. Thở đi đừng ngại. Free quay nha, nhìn cái con chó gì nè. Đang free quay đó. Mặc dù cắt nhưng mà chúng ta cũng free quay. Không có vít con chó lại. Đó không. Ôi tập nặng mà vừa nói vừa mệt quá bạn ơi. Vừa nói tập mệt quá. Nhưng mà đó mới là cắt. Ở cổng dây nó còn một cái kỹ thuật cắt nữa các bạn. Rất là quan trọng và là thậm chí nó còn hay hơn chỗ này nữa. Cái kiểu này là dành cho mấy bạn beginner. Mấy bạn mới chơi tập vài tháng mà các bạn ú quá, cắt cho nó đẹp. Rồi, giờ mình chơi cái kỹ thuật khó hơn.
đó là hạ cái cây này xuống. Hạ xuống. Đúng chưa? Cắt vậy nó mới ác. Cắt vậy ăn hơn nhiều. Bạn nào trình độ cao thì Di khuyên các bạn cắt kiểu này, còn không cắt kiểu nãy cũng được. Không, như thế này nè, chỉ rồi, làm lại thôi. Cũng là xòe nha các bạn. Ở động tác này nó vẫn có hai cách tập. Một cách tập để to, một cách tập để rõ. Thì chúng ta muốn đẹp, chúng ta phải cần vừa to vừa rõ. Vậy thì lên body. Không thì vô khó, tập tay bự rồi cắt chút đỉnh. Uống bộ ba thành thánh lên body vô cho nó tan mỡ nữa. Mục đích cắt là chúng ta tan mỡ và giảm nước. Đây. Vậy là không phải cắt nha. Cái tay đâu có xẹ đâu. Đúng không? Nhớ là tạ nó đi giữa đầu, của dây đi giữa đầu. Đó, giờ phải cắt nha. Đó, chỉ là tập bình thường. Cắt nhẹ một xíu. Cũng y như vậy nữa. Mình xòe bằng tay ra. Bây giờ cái cọng dây này nè, sinh ra để cắt. Còn các bạn nào mà tập cọng dây này để bự là hắt. Tất nhiên hắt thì cũng được thôi. Nhưng mà nó không phải là vấn đề chính. Mục đích cọng dây này sinh ra để chúng ta cắt cơ. Chúng ta cắt cho hai cái càng chúng ta nó rõ và nó sâu thì cơ tay sau nó mới đẹp. Và cơ tay sau nó đẹp là cái vùng vai, vùng cơ tay sau nó có rảnh. Cái này bạn nào mới tập nhẹ tay ngang đầu tiên, trụ cái chân này, bỏ cái chân này ra, đúng chưa? Khi mà các bạn ấy mà xoay người nè, thấy không? Xoay người nè, dùng cái tay này nè, giật mạnh lên. Cái tay này giật mạnh lên, cái tay này không có lật nghe, tay giật mạnh lên. Nó là cái này nó trụ. Nó trụ xong về đúng không? Này ta để trụ, ta này đỡ liền. Nó đang cân bằng. Chỉnh cái tướng ngay rồi, tập. Mấy cái cuối mỏi lắm bạn, chắc là rất mỏi. Mấy cuối mỏi lắm, ráng phiêu hay vào cái cuối nha. Vô. Hết nổi rồi không? Hết nổi rồi đó. Rồi giữ lại, tới đây nè. Nè, gồng lại, xoay người. Dùng lực nha, cái tay tay phải đang chịu lực nè. Nghiêng qua tay phải dùng lực kéo lại. Qua tới đây tay trái giữ lại, đẩy vô. Low motion vậy thôi chứ muốn gì nữa. Thôi đó thằng mẹ ơi, cắt cho nó ra mồ hôi rồi nè. Ảo không? Quá ảo. Rồi tập kỹ thuật cắt. Vì nói một vấn đề cuối cùng, đó là sự khóa khớp. Lúc này khóa khớp nó cần thiết. Tại sao bài này tôi khóa được? Tại vì bài này tôi khóa không chết. Mà bài này tôi khóa nó cắt tốt hơn. Có những bài khóa được, có những bài không khóa được nha các bạn. Nhẹ mà khóa ok. Bây giờ này, Di minh họa một trường hợp khóa khớp và không khóa khớp mà chưa thấy cách. Cái gì cũng có cách hai mặt đó nha mày. Đúng không? Ví dụ bạn không khóa mà tập về. Tới đây nè. Đủ gồng chưa? Đủ cứng chưa? Ok, tốt. Cách tập này bung tốt nè. Cách tập này bự nè, nhưng cách tập không rõ. Khóa hết cho anh. Cách khóa đó. Đúng không? Khóa đó. Chết gì? Đứng tới ngày mốt chưa chết nữa. Động tác nào có chết đâu. Rồi lên. Xuống phá. Cái điều quan trọng là động tác dung tay. Bạn mình dứt khoát vô. Dung bạch. Giữ lại. Đó. Khi bạn rung một cái bạch bạn giữ lại là để sáng cần để tối là cơ nó gồng lên. Em. Nó siêu hiệu quả hơn các bạn cắt. Nè, không có tập vậy nha. Chắc không ai chơi vậy đó. Vậy là chơi bự. Nè. Lộn nha. Cái răng mình tát là ok. Răng sâu. Má chặt có 3 cái mỗi ba. Xong mình mãi tiếp theo. Cố gắng truyền tải video nó vui nhộn cho bạn coi đỡ chát thôi. Thuận bên nào quay bên đó. Này không cần phải quay hai bên đâu. Giống như Duy á, tầm lâu rồi. Nhưng mà quay bên này được, quay bên đây không có mặt hết. Vậy gì đó. Đúng không nè. Xuống. Nó quá trong thông cũng được nữa. Cái đã cắt mà. Ví dụ bình thường bạn tập duy trì bạn này đúng không? Ok không sai. Nhưng mà bây giờ bạn cắt cũng gì cũng được nữa. Xong lên. Đó. Đó.
Đó, thời lượng video không cho phép. Thôi truyền tải đến các bạn những thông điệp ngắn gọn ở cái kỹ thuật cắt cơ tại sao bằng cọng dây. Cọng dây với máy cable, máy với máy là cable crossover. Đó là sẽ giúp cho các bạn có một cái cơ tại sao nó rõ nét nhất. Tất nhiên phải kết hợp với chế độ ăn kiếm của casting nha, của lean body hoặc casting thì các bạn mới có được một cái kết quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Còn ngại ngùng gì nữa, subscribe và like đi nha, nữa cho gia đình cùng xem nha. Thôi, chào các bạn. Đi bên em nhưng bánh ta vô hồn khuya sáng. Ôi đâm beo khi mong công tay nắm thật chặt. Điều nhạc ngắt ngay đôi ta phua quá tình yêu. Tình tứ bên trên miêu ca đi ô không em. Đôi ta chung tay cùng phân đấu hôm nay. Đời gì mơ ban lính chẳng nề hà ngại khó đâu.